em lên bộ zoom tay bèo ạ. Bộ zoom tay bèo nhá các chị. Bộ zoom này là zoom công sở nên mình có thể mặc đi chơi đi làm rất là thoải mái ạ. Size em đang mặc là size S ạ. Size S dành cho các chị khoảng từ 45 cân đến 50 cân là mặc vừa ạ. Vẫn rất là thoải mái nhá các chị. Có phần túi đây ạ. Có phần túi ở hai bên hông đây ạ. Mẫu này nhà em còn có thêm 3 màu nữa. Màu xanh dương đậm nhá các chị. Màu đỏ ạ. Màu đỏ đô ạ. Màu đỏ đô mặc cực kỳ là sáng da ạ. Da sang trọng luôn ạ. Và màu đen ạ. Màu đen quý phái luôn ạ. Mẫu này nhà em có đủ size ạ. Đủ size từ XS, size S, size M và size L nhé các chị. Dạ, size S dành cho các chị khoảng từ 42 cân đến 45 cân là mặc vừa ạ. Size S thì em đang mặc là từ 45 đến 47 cân là mặc vừa ạ. Size M khoảng 50-52 cân ạ. Size L khoảng 55 đến 58 cân nhá các chị. Cực kỳ đẹp đấy ạ. Phần đai có phần dây cắt nâu ạ. Phần tay là tay bèo nhá các chị. Phần tay bèo ạ. Bộ zoom này là zoom co giãn một chiều nên mặc rất là thoải mái ạ. Rất là thoải mái, chất vải rất là mềm mịn ạ. Đường may rất sắc nét đấy ạ. Ống suông ạ. Quần là quần ống suông ạ. Mẫu này giá chỉ còn 499 nhá các chị, 499.000 đấy ạ. Các chị inbox để đặt hàng nhá các chị. Hoặc mình có thể qua ngay địa chỉ 86 số 86 ngõ 10 phố mùng 8 tháng 3 để xem hàng và thử hàng ạ. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Em cảm ơn ạ.